cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chiều ngày 15 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các thầy cô giáo tiêu biểu tại trụ sở chính phủ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt với tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo có mặt tại buổi gặp mặt và thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng, Thủ tướng nhấn mạnh giáo dục tiếp tục là quốc sách hàng đầu, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà phải quyết liệt đổi mới căn bản và toàn diện hơn nữa. Ngành giáo dục nói chung và các thầy giáo cô giáo nói riêng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng dấn thân sáng tạo đổi mới rồi hoàn thiện về cả về phẩm chất, lý tưởng, niềm tin cách mạng, phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để cùng chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, hùng cường và thịnh vượng, nhân dân Việt Nam chúng ta ngày càng được ấm no và hạnh phúc. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp Quốc hội chiều ngày 12 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về đẩy mạnh phân cấp phân quyền, Thủ tướng cho biết trong nhiệm kỳ này, Chính phủ đã chỉnh Quốc hội ban hành 14 luật có liên quan, 9 nghị quyết bổ sung thay thế 27 nghị định nhưng vẫn còn vướng mắc tập trung chủ yếu ở Trung ương. Vì vậy, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp cụ thể. Một là rà soát lại các cái quy định của pháp luật. Rồi cái thứ hai là thể chế các cái quy định của Đảng. Bên cạnh đó thì cái phân cấp phân quyền thì đi đôi với cái phân bổ nguồn lực, rồi nâng cao cái năng lực thực thi của các cấp. Nhằm khắc phục những hạn chế bất cập, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét thông qua một luật sửa nhiều luật để góp phần phân bổ những nguồn lực hài hòa, hợp lý đi đôi với phân cấp, phân quyền. Tập trung một số cái việc nó vướng mắc để chúng ta tháo gỡ để mà phân bổ cái nguồn lực cho địa phương. Với một cái tinh thần là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ đề xuất các cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn lực theo hướng như thế. Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về giải pháp chỉ đạo điều hành sắp tới để thực hiện thành công các dự án quan trọng quốc gia như kỳ vọng của Quốc hội và nhân dân, Thủ tướng nêu rõ. Cái đột phá về hạ tầng thì đây là chúng ta đang tập trung vào cái gì? Thứ nhất là đường sắt cao tốc kết nối với Trung Quốc, Bắc Nam, rồi cái hạ tầng điện là khởi động lại các cái dự án mà liên quan đến năng lượng hạt nhân, năng lượng gió ngoài khơi v.v. Cái thứ hai là phải có cơ chế huy động cái nguồn lực của ta, của nhà nước, của địa phương đi vay, rồi nguồn lực hợp tác công tư, v.v. Cái thứ ba là chúng ta phải đào tạo nguồn nhân lực, rồi chuyển giao công nghệ, rồi quản trị. Chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, từ đó mang lại sản phẩm cụ thể, hiệu quả, cân đo đong đếm được, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đời sống vật chất và tinh thần năm sau cao hơn năm trước cho nhân dân. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục động viên nhân dân tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương với tinh thần sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân làm nên lịch sử, chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà rột nát, hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn trong năm 2025. Cũng trong ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa và có cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp ngân hàng liên quan về hai dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng – Lạng Sơn – Trà Lĩnh – Cao Bằng và Hữu Nghị – Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn và việc triển khai cửa khẩu thông minh với Trung Quốc. Thủ tướng yêu cầu thần tốc hoàn thành hai dự án trong năm 2025, góp phần thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường,
đời sống người dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng nhất trí triển khai ngay giai đoạn 2 dự án Đồng Đăng, Trà Lĩnh trong năm 2026 theo hình thức PPP với 4 làn hoàn chỉnh, trên cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật hiện hành. Chiều tối ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan về triển khai cửa khẩu thông minh giữa Lạng Sơn với Quảng Tây Trung Quốc theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn đi đầu trong triển khai cửa khẩu thông minh và sau đó tiếp tục nhân rộng ra các cửa khẩu địa phương khác, đồng thời chú trọng làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác đối ngoại, thúc đẩy giao thương, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, vừa là đồng chí vừa là anh em, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biên giới. Chiều tối ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp trưởng đoàn tham vấn giám sát kinh tế vĩ mô Việt Nam của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tại buổi tiếp ông Paulo Madat, trưởng đoàn và các thành viên đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đánh giá, dự báo, tư vấn chính sách từ phía IMF về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 và triển vọng rủi ro trong năm 2025 và đề nghị IMF tiếp tục đồng hành, duy trì các hoạt động đối thoại, tham vấn chính sách kinh tế vĩ mô với Việt Nam trong thời gian tới. Đánh giá Việt Nam còn dư địa tài khoá lớn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ông Paulo Madat cho biết các nhà đầu tư đánh giá cao và rất quan tâm tới việc mang nguồn lực tới Việt Nam, trong đó có thị trường trái phiếu và khẳng định IMF luôn sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam. Tối ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thống đốc Urawa Fuji cùng đoàn đại biểu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ và cụ thể hóa hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh với Việt Nam, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực. Ông Urawa Fuji khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, nhất là các nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến. Nhận lời mời của Tổng thống Brazil, Chủ tịch G20 năm 2024 Luiz Inácio Lula da Silva và phu nhân, Tổng thống Dominica Luiz Rodolfo Abinader Corona và phu nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và tiến hành một số hoạt động song phương tại Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 năm 2024 và thăm chính thức Dominica từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về thúc đẩy các nhiệm vụ đề án 06 tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án 06 là cơ sở chính trị quan trọng, góp phần để chúng ta quản trị đất nước tốt hơn trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy việc phục vụ người dân là cao nhất, do đó đề nghị các bộ ngành địa phương phát huy những kết quả đạt được, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ triển khai, tiếp tục tạo bước chuyển biến căn bản trong triển khai thực hiện đề án 06, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cho các địa phương thuộc phạm vi, lĩnh vực của bộ, ngành mình quản lý. Gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy những dự án có tính động lực ở Bà Rịa Vũng Tàu là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về giải quyết khó khăn của doanh nghiệp diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 11. Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực hết sức quyết liệt của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hóa dầu. Đồng thời lưu ý tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần ra soát, đánh giá, có biện pháp mạnh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Chung vui cùng người dân khu phố 3, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chiều ngày 14 tháng 11. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong bà con cùng nhau xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, là nơi để ai đi xa cũng nhớ về, ai đã đến một lần cũng muốn quay lại. Phó Thủ tướng bày tỏ trân trọng những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, được vinh danh tại ngày Đại hội Đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 3. Nhiều người đã ở độ tuổi cao nhưng vẫn gương mẫu, trách nhiệm và tích cực đóng góp cho xã hội, cho quê hương, trở thành gương sáng cho con cháu cộng đồng. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần chào mừng Đại hội 14 của Đảng, bà con tiếp tục có nhiều hành động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần,
chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người khó khăn trong cuộc sống, không ai bị bỏ lại phía sau. Sáng ngày 12 tháng 11, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp Quốc hội, làm rõ một số vấn đề quan trọng trong lĩnh vực y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ sẽ chủ động hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để xử lý vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế. Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ tăng cường trách nhiệm quản lý, trách nhiệm công vụ của các đơn vị thuộc Bộ Y tế có liên quan, của lãnh đạo địa phương có liên quan và kể cả giám đốc các bệnh viện. Về quản lý thực phẩm chức năng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định liên quan đến tất cả các khâu, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các lực lượng có liên quan. Sáng ngày 12 tháng 11, tại chương trình Gala 15 năm ngành công thương thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng đây là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam. Đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng ngành công thương đã đạt được trong triển khai cuộc vận động, góp phần vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong hưởng ứng cuộc vận động. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng tốt nhất và giá cả phù hợp nhất. Chiều ngày 12 tháng 11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước giải trình thêm trước Quốc hội về một số nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên chất vấn về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phước, hiện nay chúng ta đang ở trong thời đại công nghiệp 4.0, hướng tới kinh tế xanh, đặc biệt là kinh tế số, trong đó công nghệ thông tin là yếu tố then chốt. Công nghệ thông tin phát triển cần có 5 trụ cột cốt lõi, gồm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, an ninh mạng, nguồn nhân lực và cuối cùng là ứng dụng công nghệ thông tin. Liên quan đến vấn đề báo chí, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm để các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của từng báo, tạp chí, đặc biệt cần đổi mới và tăng cường cơ chế tài chính cho cơ quan báo chí. Tối ngày 12 tháng 11, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Chiến Thắng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước nhấn mạnh, Trung ương đã hạ quyết tâm xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, quyết tâm phấn đấu trong tương lai, cả nước sẽ có 5.000 km đường cao tốc để đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phó Thủ tướng mong muốn bà con Tam Dương, Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, cùng cả nước chung sức, chung lòng, tăng tốc để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc. Trong đó, huyện Tam Dương và xã Đồng Tĩnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn Chiến Thắng ngày càng giàu đẹp. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành chỉ thị số 42 ngày 9 tháng 11 năm 2024 về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị mục tiêu phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài hai nhóm hỗ trợ trên. Thông báo số 522 của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2024, kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo về định hướng giải pháp thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo kết luận số 91 của Bộ Chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chậm nhất trong quý 1 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.